Hello mọi người nha, thì hôm nay mình phát hiện ở trong game nó có một thứ nó bị lỗi các bạn á. Thì sáng nay nó mới phát hiện các bạn á. Đấy, thì đây là một bạn đã phát hiện ra một cái thùng. Mọi người thấy cái thùng gì cái bên không? Đó chính là hộp sờ, cái thùng sờ lime các bạn ạ. Đấy, thùng sờ lime mọi người đó. Cái hộp thì cái thùng nó có cái gì? Đây thì mình sẽ mở lên mọi người xem nha. Thì nghe nói là ở trong này nó có một cái gì đó nó khoảng giống như mua bé đấy các bạn. Đây cho mọi người xem đây. Đây nè các bạn ơi, mọi người thấy con bé chưa? Cục mẹ con bé này thì như là 50 đá quý mọi người. Ui giời, hình như là bị lỗi các bạn ơi. Nó bị xuất hiện thôi, bị lỗi bị xuất hiện mọi người. À, thì trong này nó có giống như mua bé thôi đấy, có bé xanh, bé cam, bé hồng nó dung mà dùng rồi phía cuối kia nó có mấy cái mặt nó thay đổi. Rồi mình thích nhất rồi, mình thấy cái mặt màu trắng trắng là hơi bị ố xè đấy. Cái mặt màu trắng trắng hình như là cũng có ở trong phần mặt nhân vật rồi sao mọi người. Đấy, gì đây? Hình như là gì ngày 27 giờ à, hình như là lúc mà chắc là hình như nó bị lỗi thôi mọi người à. Ok thì nói chung mình vẫn chưa biết khi nào ra đây à, không biết bạn nào sáng giờ biết quay được cái này mở được cái này không ta. Ok thì bạn bình luận phía dưới cho mình nha. Cái gì đây? Bắt cua dễ ẹt nhận 25 thỏi vàng Hiroshima 09. Ui ôi, ok bây giờ thì mình sẽ vào nhà của bạn này nha, liệu nó có dễ dàng dễ ẹt không nha mọi người. Đấy, đây gọi là dễ ẹt chứ không phải dễ dàng nha các bạn ơi. Ok let's go. Ok bạn, bây giờ thì mình sẽ vô thử nó có dễ ẹt nha. Gì đây? Chỉnh nhân vật vừa để không lỗi. Ok ok, mình đã chỉnh vật vừa rồi các bạn ơi. Ok đi lên nào. Ui rồi, cái gì? Ui cái gì đó? Ơ. Ơ, đi đâu vậy? Ơ. Chà chà chà. Mới vào thì đi qua đây các bạn ạ. Đi qua đây. Ủa, nhảy lên đây có cái gì tự? Nhảy lên đây hả? Ồ rồi sao nữa? Ờ vẫn cứ tiếp tục nhảy các bạn ạ. Ok, đợi mình coi cái kết của cái căn nhà này liệu nó có dễ không nha. Thì mới đầu thì mình thấy cảm giác nó dễ thiệt đấy. Đấy, nó tự động nhảy cho mình luôn mọi người ạ. À. Trời ơi. Ủa cái gì đây? Ủa cái gì mà hai bên như này? Chà chà chà. Ui. Ủa, tính ra là mình có chơi không vậy? Bắt cua dễ ẹt mà sao không đụng vô cái nút nào luôn. Hiện tại mình chả đụng vô cái nút nào luôn các bạn ạ. Nói chung là dễ dễ nhưng mà phải cho người ta phải trải nghiệm, người ta chơi được chơi chung nhà. Alo. Bây giờ ơi, ok và nãy giờ toàn nhúng thôi. Ok. Mình nãy giờ nhảy tới đâu rồi? Ồ nhảy đây rồi. Ok qua đây thôi. Ok. Ủa phía trước cái là cái gì nhờ? Hình như là sắp tới giai đoạn mà chúng ta phải tự bắt cua rồi mọi người ạ. Đấy, nhưng mà lúc đầu nó dễ dễ thôi, nhưng mà phải sau phía sau á thì chúng ta phải bắt cua các bạn ạ. Rồi đi xuống. Ui ôi. Xuống, ơi cha cha cha. Rồi ok, chúng ta đi xuống thành công rồi. Qua đây. Đi xuống đây. Ui giời. Còn sao nữa? Đi đây hả? Rồi chúng ta đã xuống thành công rồi mọi người. Đấy. Lọt qua đây. Rồi, ok chúng ta đã vào bên khu vực này rồi mọi người. Hình như là khu vực này là khu vực sảnh các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhảy qua đây nha mọi người. Ok, đi lên đây nào. Úi. Trời ơi, ok đi lên nào mọi người. Đấy. Chúng ta đang là tự chân vận động bắt đầu để đi rồi. Nói chung là cũng có dễ rồi đấy. Mình bây giờ thì mình đang bắt đầu phải di chuyển thôi. Đấy, mình đang di chuyển, nút di chuyển đi lên thôi mọi người à. Nói chung cũng dễ thiệt. Nói chung mình sơ qua cũng dễ thiệt. Nhưng mà phía cuối kia nó có dịu là dễ không đây. Nhưng mà dễ quá thì nói chung mà bắt cua cũng hơi nhàn nghe mà. Ôi hơi nhàn mọi người à. Rồi, đi lên nào. Ok, đi lên trên đây sao? Đi lên trên đây nhỉ? Đi lên trên đây nhảy lên đây à? Ai chà. Đi lên trên đây nhảy lên đây. Nhảy lên đây xong rồi sao nữa? Nhảy vào đây à? Ủa, hình như nó có cái bảng gì vô đây mọi người. Hình như là chưa có gì sao? Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Ô, mày chuối. Cái gì đây? À, vẹo đây à, ê cha. Ơ, tôi bị đuổi khỏi nhà vì hệ thống. Ủa, cái gì vậy? Mình đâu có làm cái gì đâu, mình chơi mà. Mình thấy căn nhà này muốn chơi mà sao không cho chơi, alo. Cái gì nhờ? Ô các bạn ơi, hình như là mình bị đuổi hay sao mọi người ạ. Mình thấy tiệc vẫn mở nhưng mà bấm khi vào á thì không sử dụng được tính năng gì đó. Mọi người từ từ đợi bấm lại mình xem nha. Không sử dụng tính năng này trong khi sửa nhà, nội thất trong nhà. Ôi trời ơi. Và trong khi tiệc đang mở các bạn ạ, à, người thì vẫn qua bình thường. Mình thấy đâu có xây nhà đâu, nhưng mà chẳng lẽ vừa xây vừa mở à. A few moments later. Mình vừa lấy ạc khác vào các bạn ạ. À. Đây, ạc có tên là ạc có tên là FDM Ban GMT. Đấy, cái ạc hồi xưa mình làm fan FDM, không biết bạn nào nhớ không ta. Ok, bây giờ thì phải vô cái nhà đó nha. Đây mọi người, đấy, vô được bình thường các bạn, chứng tỏ là chủ nhà kích mình các bạn ạ. À, mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ vào chứng minh thử nó có dễ hay không. Nhưng vẫn bị kích các bạn. Ok, không sao. Không sao, nhưng mà mình vẫn vô trải nghiệm tiếp nha các bạn ơi. Qua đây xong rồi chúng ta sẽ leo lên đây à. Ồ, hồi nãy mình bị kích các bạn à. Đó, ok, bây giờ mình sẽ bước lại vô nhỏ này nha. Ồ, thì bước qua đây thì chủ nhà sẽ cho mình đi xuống như này. Ồ, đi xuống như này chúng ta sẽ cho gì đây. Hình như là chuẩn bị bay các bạn ạ, chuẩn bị bay mọi người. Rồi, quá là dễ, mình thấy quá là dễ rồi đó. Rồi, xuống đây. Xuống đây, ok. Ơi, ôi, mình bị được xuống đây luôn các bạn. Ôi trời ơi. Qua đây, lên. Ui, mình lên tới một đoạn nhỏ mọi người, không cao lắm mọi người ạ. Bây giờ chúng ta phải mò ra sát chúng ta đi lên thôi. Ok, hình như là chúng ta ở trên kia là chuẩn bị sắp bay các bạn ơi. Sắp đi lên một cái gì đó mới mọi người ạ. Ui, cái gì đây?
Chị ơi dạy em đi, em tên Phòng Hoàng Di, em hâm mộ chị. Bạn nói chung cũng không hiểu tại sao khá là nhiều bạn bị lừa rồi mọi người ạ. Chủ nhà này là chủ nhà pha ke đấy các bạn ạ. Ôi ôi, nếu mà là real á là có YouTube rồi, còn đây là pha ke nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi lên nha các bạn ơi. Đó, đi lên. Ok, đi qua bên đây. Nói chung xây nhà thì xịn đấy, pha ke là pha ke mà xây nhà khá là đều đặn, khá là mượt mà, khá là đẹp. Đấy, ok, đi lên nào. Thì chuẩn bị tới giai đoạn chúng ta bắt cua rồi. Bây giờ mình không phải đi lên nữa mà là vừa đi lên vừa nhảy các bạn ơi. Ok, đi lên nào. Đây, tới cái giai đoạn bắt cua trên này rồi mọi người. Giai đoạn ở đây mình thấy nhìn nó như rộng rắn thế nhá. Ok, mình đã lên rồi mọi người ạ. Rồi giờ sao, lên tới đây giờ sao? À, bắt cua à. Bắt cua đây các bạn ạ. Xồi ôi. Ôi, giờ mình thấy xuống dưới là mình ngấm đấy mọi người ạ. Cẩn thận nha, không sao, mình sẽ tận dụng tối đa bắt cua từ bấy lâu nay. Ui, nó cao quá trưởng các bạn ơi. Nó là nứt cả tay cả chân. Rồi qua đây, ok, mình đã qua được giai đoạn này rồi, giai đoạn đầu rồi, sắp rồi. Mình sắp lên được tầng 2 rồi, hiện tại mình đang bước qua tầng 1 các bạn ơi. Rồi, yeah, mình đã lên được cái tầng 2 tiếp theo. Ok, thì cái tầng tiếp theo thì xém ngẫm, xém te. Ô mai chuối, ok, bắt mấy cua lên, bắt mấy cua qua nha các bạn ơi. Ôi, ra đây. Rồi, qua đây. Đó. Cái thứ hai càng cao càng còn đỡ sợ hơn tí các bạn ơi. Đó, có gì mình té xuống dưới trúng ngay cái cục màu đen đen này cũng được. Rồi, qua đây các bạn ạ. Ui. Rồi, ok, mình đã qua rồi. Yeah. Lên. Mình đã qua rồi mọi người. Ê, còn nữa hả? Vẫn còn các bạn ơi. Quá trưởng mọi người ạ. Qua đây. Ui giời, qua đây. Qua đây, ok. Mình đã qua thành công rồi. Lên này, đó. Qua đây. Rồi. Qua đây rồi, ok. Ủa còn nữa hả? Còn hai thằng nữa. Rồi, cái gì mà lắm vậy? Ôi, nói chung không sao. Này, như này nó mới canh, nó mới khó các bạn ạ. Còn nhiều lắm mọi người ơi. Ây, chà. Ui, xém té. Rồi, qua đây, đó. Ui rồi, qua đây, ui xô. Được không mọi người? Qua đây nữa thôi. Ok, chúng ta đã thành công rồi. Nhớ đây các bạn. Đó. Nhớ đây thôi. Rồi, qua đây. Qua. Trời ơi, mượt mà không? Rồi chúng ta sẽ tiếp theo, chúng ta đã lên đâu mọi người? Quản nhảy bình thường bên này các bạn ạ. Đi qua. Bắt cua qua rồi, ok. Mình đã qua rồi mọi người ạ. Rồi lên thôi. Không biết lên tới đâu đây mà thấy nãy giờ ê xém tay luôn á mọi người ạ. Rồi nhảy qua cục đây thôi. Cục đây các bạn ạ. Ok, cục đây rồi. Cục đây. Ui rồi. Rồi, sắp lên rồi mọi người ạ. Rồi, xong luôn à, điểm rồi. Cây mới mùa. Rồi sau bao nhiêu tháng mình bắt mua mà sao vẫn ngấm thế này. Cây mới nhô. Ôi, yeah, mình đã lên rồi mọi người. Đây, khúc này hồi nãy bị té đúng không? Trời ơi, các bạn nhanh nào tuyệt vời nè. Qua bên đây. Đó, hồi nãy mình bị té ngâu gần đây nè mọi người. Đây, cái chỗ này mình hơi bị rén nè. Cái chỗ này mình hơi rén nè các bạn ạ. Đấy, lần này cẩn thận nè. Lần này cẩn thận nè. Đây, mình té ngay vô đây các bạn ạ. Lần này là không có vụ té nữa đâu nha men. Không có vụ té nữa đâu nha. Ui, lên chưa vậy? Hình như là gần lên một cái thành tinh mới rồi mọi người. Cố lên. Ý. Còn dài và xe lắm gì. Còn dài và xe lắm các bạn ơi. Ok, liệu nó có dễ dàng không đây? Chứ mình thấy cái chỗ này nó cũng hơi dễ. Nhưng mà nó hơi đau tim các bạn ạ. Bạn nào đau tim cho nghe này có vẻ là hơi bị thốn ấy. Rồi, lên từng bậc thôi. Không nên nghịch dài và không nên nguy hiểm các bạn ạ. Đó, nhẹ nhàng thôi các bạn ạ. Ê! Không biết ngôi nhà này sẽ dẫn mình tới đâu, nhưng mà mình thấy là có vẻ là không giòn rồi đấy mọi người. Không giòn tí nào luôn. Dọn dẹp tiệc căn nhà này. Ui giời ơi, kết thúc buổi tiệc rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn vào được, mong là đừng có rầu xong luôn. Chủ nhà trang trí nhà là quá trưởng các bạn ạ. Hảo hán không chơi được cái vùng đùi hết. Toàn té hai lần, đã té hai lần rồi mà còn đuổi mình cay cay quá thật sự mọi người.
Nghe quá thật sự không mọi người, không rồi ơi, thế này thì ai mà đỡ nói. Ok các bạn, thì chắc bây giờ thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Thôi bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo, bye bye.